Chào các bạn, mỗi ngày hiểu biết hơn một chút. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc nếu ăn hành mỗi ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy cùng bắt đầu luôn cho đỡ tốn thời gian các bạn nhé. Có thể các bạn không biết, hành lá được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc và cũng rất phổ biến ở các nước châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn và đương nhiên là có cả Việt Nam. Đây là một loại thảo mộc có giá trị dinh dưỡng tuyệt vời. Chính vì thế mà ngày nay, hành đã được trồng phổ biến ở khắp thế giới, từ Ấn Độ, Nepal đến các quốc gia châu Phi rồi đến châu Mỹ, châu Úc. Các bạn có thể nhìn vào hình, hành lá có vô cùng nhiều thành phần dinh dưỡng mà toàn là những cái thiết yếu cần thiết với cơ thể. Mình mà đọc được hết cái đống dinh dưỡng này cho các bạn thì có khi gà gáy còn chưa đọc xong. Nên là các bạn muốn thấy chi tiết thì tự bấm vào link ở phần mô tả để xem nhé. Mà trong ảnh thì là đại diện một số chất nổi bật thôi. Thế còn bây giờ hãy xem với vô vàn những chất dinh dưỡng quan trọng bên trong, hành lá sẽ mang lại lợi ích gì cho bạn. Thì đầu tiên, ăn hành thường xuyên sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ vậy mà bạn sẽ ít bị cúm, ít bị cảm hơn, ít ốm vặt hơn. Và kể cả có bị bệnh nặng thì vẫn sẽ ốm nhẹ hơn với người khác. Bởi vì trong hành lá có chứa nhiều vitamin C. Vitamin C không chỉ có chức năng tăng cường hấp thu sắt để tăng cường tuần hoàn máu, mà còn có tác dụng cải thiện khả năng miễn dịch của các tế bào bạch cầu trong hệ thống. Ngoài ra thì vitamin C còn cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của tất cả các mô cơ thể và là chất chống oxy hóa quan trọng để loại bỏ độc tố khỏi hệ thống cơ thể bạn. Tiếp theo, lợi ích này cũng thực sự quan trọng, đó là ăn hành giúp cơ thể duy trì sức khỏe cho hệ thống tim mạch của bạn. Cụ thể thì trong hành lá có hàm lượng kali cao nên hành lá giúp duy trì huyết áp bình thường. Nó cũng có chức năng thúc đẩy hoạt động của cơ tim, làm giảm lượng cholesterol xấu. Không biết các bạn có còn nhớ không, trong một video về sức khỏe trước mình đã giải thích về LDL. Dịch vui là lượn đi lan cho dễ nhớ. Và kali trong hành lá cũng giúp làm tăng mức cholesterol HDL tốt. Hơn nữa, hành lá cũng rất có lợi trong việc ngăn ngừa các trường hợp đau tim và đột quỵ, do đó góp phần kéo dài tuổi thọ và sức khỏe của bạn hơn. Thứ ba là hành lá giúp bổ sung magie. Đây là một khoáng chất có liên quan đến chức năng của cơ bắp. Khi cơ thể có hàm lượng magie đủ thì sẽ ít xảy ra tình trạng đau cơ và chuột rút. Hơn nữa, sau khi luyện tập cường độ cao, khi các cơ ở tay và chân bị căng, ăn súp hành lá sẽ giúp giảm ngay các triệu chứng đau đớn và khó chịu. Không biết là khi ăn cháo hành của Thị Nở thì chị Phèo có bớt đau ốm mệt mỏi không mà thấy khỏe khoắn hùng hục ở bụi chuối như vậy. Thứ tư là ăn hành rất tốt cho đường tiêu hóa, hạn chế tình trạng táo bón. Bởi vì hành lá bao gồm các chất xơ có giá trị đảm bảo nhu động ruột hoạt động một cách ổn định. Điều này là rất quan trọng, nó giúp điều chỉnh chức năng thận và lọc tất cả các chất thải độc hại khi tiêu hóa thức ăn và đồng hóa các chất dinh dưỡng cần thiết. Tất nhiên là nó cũng có hiệu quả làm giảm các tình trạng đường ruột như là táo bón và khó tiêu. Lợi ích thứ năm là tăng cường sự cứng cáp và dẻo dai cho xương khớp, bởi vì trong hành lá cũng chứa canxi. Canxi có trong hành lá được xương trong cơ thể hấp thụ, từ đó giúp duy trì mật độ xương tối ưu cho các chức năng hoạt động hàng ngày và vận động linh hoạt không bị cản trở. Hành lại cũng chứa nhiều kali, mà hàm lượng kali cao trong hành lá lại giúp bổ sung sức khỏe cho xương bằng cách tăng cường hấp thu khoáng chất của các tế bào và mô trong cơ thể. Nhìn chung thì xương sẽ chắc khỏe hơn khi ăn hành lá. Lợi ích thứ 6 có vẻ lợi hơn cho các chị em phụ nữ, đó là ăn hành sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Việc bổ sung nhiều vitamin C mang đặc tính chống viêm sẽ giúp làm giảm sưng bàng quang, tình trạng này phổ biến ở các chị em. Ngoài ra thì khả năng chống oxy hóa của nó cũng rất hữu ích trong việc loại bỏ các gốc tự do có hại và vi khuẩn có hại cho cơ thể. Điều này lần lượt giúp tránh quá trình oxy hóa các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể thuộc các cơ quan thuộc hệ thống bài tiết, do đó mà đảm bảo loại bỏ hợp lý các chất thải và cặn thức ăn không cần thiết. Rồi vitamin C lại cũng giúp chữa bệnh thiếu máu. Như các bạn đã biết trong video về vitamin C thì nó thực hiện một chức năng rất quan trọng trong cơ thể, đó là tăng cường hấp thu sắt từ thức ăn. Sự thiếu hụt sắt sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu, trong đó sẽ thiếu tế bào hồng cầu, mà hồng cầu thì đóng vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến tất cả các tế bào và mô. Thêm hành lá vào chế độ ăn uống hàng ngày thì sẽ đảm bảo sự hấp thu dồi dào chất sắt từ thực phẩm vào cơ thể và thúc đẩy quá trình tổng hợp hồng cầu và lưu thông máu. Tiếp nữa, hành lá cũng có một số axit amin thiết yếu giúp xây dựng các tế bào da khỏe mạnh và có hàm lượng flavonoid cao, giúp giảm tổn thương khi tiếp xúc với các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Tiếp nữa, hành lá cũng giúp chống ung thư.
Hành lá chứa một kho tàng các chất dinh dưỡng mạnh mẽ, đặc biệt là bioflavonoid, một chất chống oxy hóa quan trọng, nhờ thế mà nó làm giảm khả năng bị ung thư. Hành lá còn có khả năng loại bỏ estrogen dư thừa, một loại hormone sinh sản nữ có liên quan đến phát triển của ung thư vú. Rồi các chất xơ có trong hành lá cũng có tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột kết và tăng cường sức khỏe đường ruột. Cuối cùng, hành lá còn giúp giảm cân vì nó chứa nhiều chất xơ tự nhiên. Mặc dù dị ứng là rất hiếm gặp khi ăn hành lá, nhưng mà có những người khi ăn hành thì phản ứng là sổ mũi, ngứa mắt và da hay thở khò khè. Những người này thì nên tránh xa loại rau này. Hơn nữa, ăn quá nhiều hành lá cũng có thể dẫn tới rối loạn tiêu hóa và gây buồn nôn, đầy hơi, nôn mửa, hội chứng ruột kích thích và trào ngược dạ dày. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về lợi ích và cả tác dụng không mong muốn của hành lá với một số người. Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.